Ok anh em ạ, đây này, đây là con trà màu vừa nãy mình bẫy được này. Mặt này chắc là không phải mái đâu. Nói chung là nuôi 1-2 hôm nữa nó ra giọng phát biến ngay. Chân tay này to phết đấy, chân tay to mà. Vừa thấy nó bay đến anh em ạ, không biết nó đâu. Trắng hay màu đỏ đây, đây màu trắng á. À, định quật quật ở định quật cánh nhất à. Đỉnh đến và đến đỉnh nóc lồng luôn. Con gì đấy, con bông à? Mẹ nó cứ kêu kêu giữ thùng với cả. Ôi à. Xong. Không biết con nào ấy, được. Bông. Ăn một con rồi nhưng không biết là cái con kia là con nào đây. Vắng đầu rồi nhờ. Ăn một con rồi nhưng không biết là con này con hay hay con dở đây. Nó con kia vẫn chưa bẫy được đâu, nó vẫn đang hót ở ngoài sao ạ? Con ở ngoài mà trắng vẫn đang hót sao ạ? Chắc này con này là con đậu. Không biết nó đâu rồi. Ra gỡ ra anh em ạ. Ok. Đây nó đâu rồi. Trèo khuất quá. Ok mình ra mình gỡ con kia đã. Trong này vẫn còn mấy con đang hót này anh em ạ. Nhưng mà không bẫy được. Đấy, vẫn đang hót rất là. Chắc để mai mình sẽ quay lại nữa. Mồi gọi, mồi mồm cũng không ra. Mồi gọi không thèm ra luôn. Ok. Kìa để con nữa. Trong cái xấu luôn. Đấy, nó hót rất là ác luôn, gọi không ra. Kiểu như muốn ché. Thôi giờ mình sẽ đi về thôi anh em ạ. Ok xin chào anh em nhé. Ok anh em ạ, đây này, đây là con trà màu vừa nãy mình bẫy được này. Mặt này chắc là không phải mái đâu. Nói chung là nuôi 1-2 hôm nữa nó ra giọng phát biến ngay. Chân tay này to phết đấy, chân tay to mà. Mặt đây anh em ơi, chưa có cái má đỏ rất nào cả. Ok. Vậy nên mình xem cái clip chắc là đúng cái con này thôi, con kêu giữa thung này thôi, chắc đúng con này rồi.
Nhưng mà bẫy được xong con này vẫn còn một con ở ngoài hót rác luôn, vẫn ma trắng. Ok, để cứ nuôi con này lại 1-2 hôm nữa xem có hót không nhé. Mai mình sẽ đi bẫy lại cái con hôm trước, cái con ở chỗ trước. Bẫy xong con này nó vẫn hót rác luôn. Ok, để thả vào đây cho vào cám nha anh em nhé. Đây mình cho một miếng đu đủ nước để cho nó ăn đu đủ, đằng sau rồi mình sẽ cho cám vào cho nó ăn. Ok, thả lên nhé. Ui dồi, nhá lắm. Trùng mà không, cái lồng này nó yếu lắm anh ạ. Trùng, nó rút ăn lắm. Ok, giờ mình sẽ vào cám nhé. Xin chào anh em nhé.